Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Cuộc đấu tranh dưới sự dẫn dắt của sinh viên Bangladesh bước đầu đi đến thắng lợi. Ngày 7 tháng 8, blog của Phạm Phú Khải trên VOA tiếng Việt có bài Sinh viên Bangladesh làm nên lịch sử. Theo đó, tác giả cho biết khi trở thành đảng đối lập từ đầu năm 2009, đảng dân tộc Bangladesh BNP từng tuyên bố có vài triệu thành viên đã làm đủ mọi hình thức từ biểu tình ôn hòa cho đến bạo lực, sử dụng lá phiếu tẩy chay bầu cử để tìm cách giành lại chính quyền từ đảng liên đoàn Awami Bangladesh BAL do bà Sheikh Hasina lãnh đạo. Có những cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày lên đến hàng trăm ngàn người trong thời gian qua. Nhưng thế cuộc tại Bangladesh vẫn vậy. Vậy mà chỉ trong vòng 3 tuần đấu tranh không khoan nhượng của sinh viên Bangladesh, họ đã buộc bà Thủ tướng Hasina phải bỏ trốn sang Ấn Độ vào ngày 5 tháng 8. Bài của Phạm Phú Khải trên blog VOA. Tác giả cho hay, đầu năm nay 2024, người dân Bangladesh đi bầu lại chính quyền mới. Đảng BNP tiến hành tẩy chay bầu cử, ra điều kiện chính quyền phải nhường lại một chính quyền tạm thời để không can thiệp hay thao túng kết quả bầu cử. Nhưng đảng cầm quyền BAL không chấp nhận đề nghị này. Tuy tỷ lệ người dân tham gia bầu cử không quá 40%, bà Hasina vẫn tiếp tục cai trị và đại đa số đảng viên của BAL vẫn nằm trong số quốc hội 300 thành viên này. Mọi sự tưởng chừng như không thể thách thức được sự cai trị của bà Hasina cho đến hơn một tháng qua. Vào đầu tháng 7, Tòa án tối cao của Bangladesh ra án lệnh áp dụng lại mức độ cho phép công chức dành 30% công việc cho thành viên gia đình đối với những người từng đấu tranh giành độc lập cho Bangladesh năm 1971. Tác giả cũng cho hay, trong 2-3 năm qua, nền kinh tế của Bangladesh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, cuộc chiến Nga-Ukraine, nên tỷ lệ thất nghiệp tại Bangladesh tăng đáng kể. Ước tính có khoảng 32 triệu người trẻ không có việc làm. Bất bình về khả năng quản trị kinh tế của chính quyền Hasina, cộng với việc áp đặt lại tiêu chuẩn bất công này, giới sinh viên kéo nhau xuống đường biểu tình. Hình ảnh người biểu tình xông vào phủ thủ tướng ở thủ đô Dhaka ngày 5 tháng 8. Sinh viên cảm thấy tiếng nói của họ không những không được lắng nghe mà còn bị khinh miệt. Cuộc diễu hành của họ qua các trường đại học đã hô to khẩu hiệu "Bạn là ai? Tôi là Rajaka." Rajaka là từ ám chỉ những người ủng hộ Pakistan trong cuộc chiến giành độc lập năm 1971, tức là không khác gì nghĩa phản bội. Họ công khai tuyên chiến với bà Hasina. Chính quyền bà Hasina sau đó đã đáp trả lại bằng bạo lực. Một vài sinh viên đã bị bắn chết, làm cho sinh viên càng phẫn nộ. Từ giữa đến gần cuối tháng 7, nhiều cuộc biểu tình trở nên bạo loạn hơn. Giới sinh viên chống lại chính quyền đã bị lực lượng an ninh, cảnh sát và quân đội đàn áp bằng súng đạn thật. Tác giả trích dẫn hãng tin quốc tế nói, có 67 người chết chỉ nội trong một ngày 19 tháng 7. Và UNICEF báo cáo đã có 32 trẻ em bị giết. Mặc dù đòi hỏi của sinh viên đã được thỏa đáp 2 tuần sau, và tòa án đã giảm tỷ lệ từ 30% xuống còn 5% dành cho cựu chiến binh và gia đình họ, nhưng giọt nước đã tràn ly. Sinh viên vẫn tiếp tục đòi hỏi công lý cho những người bị oan và yêu cầu bà Hasina công khai xin lỗi, cách chức vài bộ trưởng. Chính quyền của bà Hasina bắt đầu áp dụng giờ giới nghiêm và tắt hẳn Internet để thắt chặt thông tin. Hình ảnh cảnh sát Bangladesh chĩa súng vào người biểu tình có hành vi quá khích trong giờ giới nghiêm ở Dhaka sau khi bà Hasina từ chức. Con số thương vong của các bên lên đến hơn 200 người và hàng chục ngàn người bị thương. Giới sinh viên lo ngại bạo lực và thương vong sẽ leo thang nên đã tạm ngừng biểu tình vào cuối tháng 7. Sau đó họ trở lại biểu tình ôn hòa từ ngày 29 tháng 7 và tuyên bố quyết tâm đấu tranh cho đến khi nào bà Hasina phải từ chức. Chính quyền của bà Hasina không nhượng bộ, tiếp tục sử dụng mọi biện pháp trong tay để dập tắt phong trào sinh viên. Bà Hasina còn tuyên bố những người biểu tình đã trở thành kẻ khủng bố. Giới sinh viên cũng đã không nhượng bộ, kêu gọi tuần hành kéo dài vào ngày 5 tháng 8. Đáp trả lại tuyên bố bà Hasina cho phép 3 ngày nghỉ. Nhưng giữa ngày thứ hai thì tin tức cho hay bà đã rời khỏi Bangladesh bằng trực thăng đến Ấn Độ. Tác giả nhận xét tương lai của Bangladesh trong thời gian tới ra sao thì chưa rõ. Hiện nay, bạo loạn vẫn tiếp diễn khắp nơi. Quân đội Bangladesh đang kiểm soát tình hình, nhưng một chính quyền chuyển tiếp vẫn chưa được xác định. Sinh viên Bangladesh đã đi đầu trong cuộc đấu tranh và đã huy động được nhiều thành phần xã hội khác. Đâu ai ngờ được cuộc đấu tranh của sinh viên đã thay đổi một triều đại chính trị tại nước này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Cuộc đấu tranh dưới sự dẫn dắt của sinh viên Bangladesh bước đầu đã đi đến thắng lợi. Sự độc hại trong việc Hoa hậu Quế Anh bị gắn mác bao que. Ngày 5 tháng 8, BBC tiếng Việt bình luận quanh việc Miss Grand Việt Nam Võ Lê Quế Anh bị gắn mác bao que. Theo đó, tân Hoa hậu Võ Lê Quế Anh sinh năm 2001, quê Quảng Nam, đã bị tấn công ngay sau khi thí sinh này đoạt vương miện Miss Grand Việt Nam 2024 hôm 3 tháng 8 vì cho rằng có liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa. Hình ảnh bài trên BBC. Theo BBC, nhiều ý kiến cho rằng Hoa hậu Quế Anh là cháu của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, một thành viên của ban tổ chức chương trình, và là chồng của bà Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty truyền thông Sang Vàng, nơi tổ chức Miss Grand 2024. Gia đình ông Nam và bà Dung bị cáo buộc là có gốc gác Việt Nam Cộng Hòa sau khi xuất hiện những bức ảnh chụp ông Nam hoặc người nhà ông, trong đó có sự xuất hiện của cờ vàng ba sọc đỏ. Nhiều lời kêu gọi tẩy chay ba người này và cả công ty Sang Vàng của bà Dung. BBC cho biết, đạo diễn Nhật Nam đã thanh minh trên Facebook cá nhân vào ngày 3 tháng 8 rằng Quế Anh không phải cháu ruột của ông và có những lời cáo buộc về việc gia đình ông liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa cũng là không đúng. Ông khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết vụ việc lần này. Nhưng hai bài viết thanh minh của ông Nhật Nam dường như không làm dịu đi sự phẫn nộ của dư luận. Vẫn theo BBC, hai diễn đàn có lượng theo dõi rất lớn là Tifosi và đơn vị tác chiến điện tử đã kêu gọi dân mạng lập hồ sơ bằng chứng về việc Quế Anh có liên quan ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Hình ảnh tân Hoa hậu Võ Lê Quế Anh. Trang Facebook đơn vị tác chiến điện tử hôm 5 tháng 8 có đăng hình bà Phạm Kim Dung mặc áo dài màu vàng, có ba hàng cúc màu đỏ, cho rằng bà Dung mặc như vậy là ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa, là bao que. BBC dẫn bài trên trang Facebook vào sáng ngày 5 tháng 8 của bà Dung viết rằng chiếc áo dài này thuộc bộ sưu tập áo dài Tết 2024 mang tên Tràng An của thương hiệu thời trang Việt Nam Joven Fashion và bà mong khán giả có cái nhìn hết sức công tâm và không bị dẫn dắt bởi những đối tượng xấu có hành vi tấn công mạng, công kích cá nhân. BBC cũng cho biết các biểu tượng Việt Nam Cộng Hòa vẫn là điều cấm kỵ với chính quyền đảng Cộng sản dù đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi chính thể này bị sụp đổ. Báo chí mọi lúc mọi nơi đều phải kiểm soát chặt, không để lọt các hình ảnh có cờ vàng ba sọc đỏ trên các trang báo. Ở các di tích liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng trên các hiện vật lịch sử như máy bay, xe cũng bị gạch chéo. BBC nhắc lại hai sự kiện vào cuối tháng 5 năm 2024, ca sĩ Ngọc Mai hay O Sen Ngọc Mai gặp rắc rối sau khi xuất hiện một video có lá cờ vàng sọc đỏ. Hình ảnh bà Phạm Kim Dung mặc áo vàng. Hình ảnh bà Phạm Kim Dung mặc áo màu vàng có ba hàng nút đỏ. Một sự kiện khác là việc ca sĩ người Úc gốc Việt Hani Phạm bị trang Tifosi và một số diễn đàn khác trên mạng xã hội đăng bài chỉ trích sau khi có người phát hiện trên mạng xã hội của gia đình cô treo cờ vàng. Vụ việc này khi đó căng thẳng tới mức Ban tuyên giáo Trung ương phải chỉ đạo báo chí tránh làm căng thẳng và gây ảnh hưởng tới quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. BBC dẫn bình luận của giáo sư Alex Thái Đình Võ từ Đại học Texas Tech, Mỹ, nói rằng lời kêu gọi tẩy chay cho thấy sự độc hại của những phân biệt vẫn tồn tại gần 50 năm sau cuộc chiến, dù ở Việt Nam hay ở cộng đồng tị nạn hải ngoại. Phần nhiều cũng do giáo dục. Giáo dục ở đây là sự bưng bít thông tin về lịch sử, chính trị và xã hội. BBC dẫn tiếp bình luận của một bạn trẻ ở Sài Gòn cho rằng gieo rắc và kích thích lòng thù hận, căm ghét dưới bầu trời chung của tinh thần ái quốc luôn dễ dàng hơn là lý trí tìm hiểu sự thật lịch sử. Chưa kể là người trẻ vẫn đang học về lịch sử thật mơ hồ, chưa hiểu rõ các mặt của một cuộc chiến. Ngoài ra, những gì trong sách vở, tuyên truyền hay báo chí dưới gông cùm kiểm duyệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Sự độc hại trong việc Hoa hậu Quế Anh bị gắn mác bao que. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.